Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, do nằm trọn trong khối không khí lạnh, nền nhiệt của khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, trời chuyển rét với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở khu vực các tỉnh vùng núi chỉ từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ còn 16 đến 18 độ. Trưa chiều nay, do khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm, nằm sâu trong khối không khí rét khô, Bắc Bộ trời nhiều mây nhưng hầu như không mưa, nền nhiệt cao nhất ngày ở vùng núi Trung Du giảm từ 17 đến 19 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng chỉ quanh mức là 20 đến 22 độ, trời rét cả đêm lẫn ngày. Tác động rõ rệt và tích cực nhất của đợt rét này đối với khu vực Trung Bộ là giúp làm chấm dứt nắng nóng trên toàn khu vực. Hôm nay, nền nhiệt giảm hẳn, mức nhiệt cao nhất ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm còn 23 đến 24 độ, trời chuyển lạnh. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm còn 26 đến 29 độ, trời chuyển mát. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nắng nhẹ cùng mức nhiệt 29 đến 33 độ. Chỉ riêng ở phía Nam, chưa có hình thế nào tác động khiến cho nắng nóng trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì. Ngay từ sáng thì trời đã nắng mạnh và trưa nay, hầu khắp miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ. Khu vực miền Tây mức nhiệt giảm hơn nhưng cũng cao ở mức là 33 đến 35 độ. Trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong ngày và đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, tàu thuyền cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Như vậy, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay Bắc Bộ chuyển rét, Trung Bộ chấm dứt nắng nóng, chỉ riêng tại Nam Bộ nắng nóng vẫn còn kéo dài. Bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.